video này Trần Khánh sẽ trao đổi cũng như tư vấn mọi người về cách để mà chọn mua trống lục lạc cho làm sao cho nó ok nhất có thể ha. Các bạn trước mắt là cảm ơn các bạn đã ủng hộ trống lục lạc của Trần Khánh trong thời gian qua rất là nhiều, và đặc biệt là một số bạn thắc mắc là như thế này nè. Giá, đặc biệt về giá ha, giá cả có nơi bán giá cao và giá thấp, thì cái đó tùy theo hãng. Có hãng giá này giá kia cái đó là bình thường ha. Rồi trong một hãng cùng một hãng là lại giá cao và giá thấp là như thế này các bạn. Thì các bạn mua trống gì đặc biệt Yamaha, nếu mà trống chính hãng có nhiều cái nó cái đặc điểm nó khác so với những cái trống mà hàng Yamaha hàng nhái nha các bạn. Tại vì các bạn thấy trên mạng nó bán, người ta bán rất là nhiều và giá rất là rẻ, rất là có nhiều loại nó y chang vậy đó, nhưng mà thực chất là về cái cấu trúc cấu tạo cũng như là khoen hay là inox, vành inox từ mọi thứ luôn, viền hay là mặt nó là khác hết đó các bạn. Cho nên nếu mà để đảm bảo chắc chắn thì các bạn nên mua trống lục lạc mà chính hãng nha các bạn. Nếu mà mua của dạng Yamaha thì phải mua chính hãng, thì giá chính hãng lúc nào cũng sẽ cao hơn với giá thị trường hàng nhái bên ngoài rất là nhiều. Thì các bạn lưu ý phần phần này, cho nên khi mà mua những cái loại hàng nhái về á, đặc biệt là chúng ta xài một khoảng một thời gian ngắn là nó rất dễ bị tét bạc. Cái thứ hai là cái âm khi các bạn gõ vào á các bạn, nó kêu nó không có đúng, giống như những video ví dụ Trần Khánh hướng dẫn các bạn đi ha, các bạn thấy sao nó kêu cái tiếng gì nè, nó kêu, nhưng mà các bạn về mà có mua cái hàng nhái rồi kêu về nó không có kêu được như cái âm như vậy. Rồi ví dụ ngay chỗ này cái tiếng bập nè, mình gõ vô kêu cái bập, nhưng mà các bạn mua trống hàng nhái nó kêu không được cái bập, nó kêu kỳ các bạn, cái kỳ tẹp 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 kỳ lắm, rất là kỳ nha. Rồi ví dụ như cái tiếng cái tông đi, tông bên đây nè, nếu bạn không biết gõ mà thí dụ mà lỡ ngay cái trống nó không đúng thì nó sẽ không kêu được, nó không kêu được cái tông đó này đó các bạn nghe đánh ngay viền trống nó kêu được cái tông, nó kêu được cái âm này. Còn nếu mà các mua đua trống mà thí dụ loại bình gỗ hay là không phải dành đi nóc hay là không của chính hãng, nó sẽ không kêu được như vậy. Hay cái tum chẳng hạn, nó kêu tum tum rất là rõ. Còn cái nhiều kêu bạn kêu phẹp phẹp kêu rất kỳ lắm các bạn ha. Thì cho nên đó là việc khi mà mua một cái trống để chúng ta chơi âm nhạc đó, thì vài 300 ngàn nó không mất bao nhiêu tiền, cho nên các bạn lưu ý đừng ham rẻ nha. Lưu ý mua kiểu nào mua không biết thì các bạn đừng ham rẻ, nếu ham rẻ thì nó cái việc cái phần sai lầm là về bản thân mình mua thôi, cái người bán họ không có làm, nhưng mà người mình mua mình phải làm thôi ha. Cho nên đảm bảo chắc chắn thì các bạn cứ mua alo số điện thoại của Trần Khánh là 0772 621 622 để đảm bảo chắc chắn nhất là chúng ta mua đúng trống Yamaha lục lạc chính hãng, hoặc cái dòng khác, cái hãng khác mình cũng có bán luôn nha các bạn. Nhưng mà thường thường á là Yamaha vẫn là ok nhất ha, dùng Yamaha vẫn là ok nhất. Để đặc biệt khi mà mua ở Trần Khánh thì các bạn sẽ được tặng một cái khóa học đánh trống lục lạc miễn phí. Ok, không có tính phí cho các bạn. Trần Khánh sẽ hướng dẫn cho các bạn qua cái bộ video gửi qua bên Zalo hoặc Facebook cho các bạn. Các bạn mà tự tập ở nhà và theo từng tự giáo trình từ thấp tới cao luôn cho các bạn, rất là dễ học nha. Ok nha. Cho nên là video này không phải là để quảng cáo là các bác buộc không phải mua ở chỗ Trần Khánh, mua ở đâu cũng được, nhưng mà coi chừng nếu các bạn ham giá rẻ coi chừng bị lầm. Và không thôi là hàng nhái nha, bây giờ trôi nổi và giá cả nó rất là nhiều ở trên thị trường bây giờ nha, các bạn lưu ý nha. Rồi nhưng mà được một cái thì các bạn mua ở Trần Khánh thì các bạn sẽ được tặng một cái bộ học miễn phí. Ok nha. Rồi vậy các bạn nhớ ủng hộ Trần Khánh nha, số điện thoại Trần Khánh là 0772 621 622. Chúc mọi người sức khỏe và đánh trống càng ngày càng hay cùng Trần Khánh nhé. Ok, bye bye mọi người.